giáo xứ này đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận 6.704 m². Năm 2014 lại được cấp thêm 1.000 m² đất để giáo xứ xây dựng nhà giáo lý. Nhưng vào năm 2015, Linh Mục Nguyễn Đức Nhân về quản xứ tại giáo xứ Kẻ Gai đã cố tình không nhận số diện tích đất được giao, mà lại tổ chức lấn chiếm 5.574 m² đất trái phép. Trong khi các cơ quan chức năng đang tập trung xử lý vụ việc, thì hôm nay Linh Mục Nguyễn Đức Nhân lại tiếp tục vận động một bộ phận giáo dân lấn chiếm tiếp 9.000 m² đất nông nghiệp tại địa bàn. Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật theo khoản 1 điều 12 luật đất đai năm 2013. Ngay sau khi vụ việc diễn ra, chính quyền các cấp huyện Hưng Nguyên và lực lượng chức năng đã có mặt để vận động thuyết phục Linh Mục và giáo dân chấp hành đúng pháp luật. Không những không chấp hành, Linh Mục Nhân còn kích động một số giáo dân có các hành vi quá khích, chống đối và tấn công lực lượng chức năng. Hậu quả là một số cán bộ chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên bị đánh trọng thương, phải đưa đi cấp cứu, điều trị. Được biết, đây không phải là lần đầu vị linh mục này có các hành vi kích động, xúi giục con chiên vi phạm pháp luật. Dư luận nhân dân rất bất bình, phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật của Linh Mục Nguyễn Đức Nhân cùng một số phần tử quá khích tại giáo xứ Kẻ Gai và mong muốn chính quyền, các cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Trước mắt, để đông đảo bà con nhân dân được đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Mình chết là thầy lập tư thỏa đi.